Chào mừng các bạn đến với Tốp Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị nhé. Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng và hàng năm thì có hàng ngàn gương mặt mới xuất hiện và đang cố gắng nỗ lực hàng ngày để mong một ngày được tỏa sáng. Vậy một câu hỏi được đặt ra là nếu không trở thành nghệ sĩ thì những ngôi sao này sẽ làm gì? Và đây là câu trả lời dành cho bạn. Thứ nhất, Dịch Dương Thiên Tỷ. Nếu không làm nghệ sĩ, cậu muốn làm nghề gì nhất? Dịch Dương Thiên Tỷ thẳng thắn nếu không làm nghệ sĩ sẽ làm tài xế taxi. Câu trả lời khiến người hâm mộ thích thú đùa rằng không biết cảm giác ngồi trên xe do Dịch Dương Thiên Tỷ cầm lái sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Thứ hai, Vương Tử Dị. Vương Tử Dị sẽ làm biên tập phim ảnh. Tuy nhiên khi phóng viên đặt câu hỏi liệu yêu cầu nào của đối phương khiến người làm biên tập như anh cảm thấy sụp đổ, nam idol cho hay: "Nếu tôi làm biên tập phim thì bắt buộc mọi người phải theo cảm giác của tôi, trước giờ không nghe theo yêu cầu của đối phương." Thứ ba, Ngô Tuyên Nghi. Ngô Tuyên Nghi cho rằng khả năng lớn là cô sẽ mở một cửa hàng trà sữa hay thú cưng gì đó vì cô thích tự mình làm chủ, không thích bị chỉ huy, thích làm những điều có ý nghĩa với bản thân. Thật ra tôi không có lý tưởng gì to lớn, cảm thấy mình vui vẻ là được. Thứ tư, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trước khi chuyển nghề làm idol và diễn viên, anh vốn là nhà thiết kế có studio riêng với bạn bè. Thế nên đối với anh, nếu không làm nghệ sĩ thì anh sẽ làm designer. Anh cho biết thêm, thật ra ngành thiết kế cũng rất là dữ dội, áp lực cũng rất là lớn. Thứ năm, Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại không cần phải nói, anh chàng đang hoạt động song song giữa hai ngành nghề, đó là tay đua mô tô và diễn viên ca sĩ. Thế nên nếu không xuất hiện trên màn ảnh, anh vẫn sẽ góp mặt trên đường đua. Thứ sáu, Nhạc Vân Bằng. Nhạc Vân Bằng quả nhiên là vựa muối của showbiz, anh cho hay nếu không làm nghệ sĩ sẽ tự mình làm chủ một cửa hàng bán đồ tao bao hoặc cửa hàng đồ nội y hấp dẫn. Thứ bảy, Lâm Canh Tân. Nếu không bước vào giới giải trí thì anh cảm thấy bây giờ mình đang làm gì? Lâm Canh Tân nghĩ ngợi rồi đáp, không biết nữa, chắc bán cá. Cộng đồng người hâm mộ vì thế cũng tung hứng theo, nếu thế ngày nào em cũng ra chợ mua cá giúp anh. Thứ 8, Ngô Dược Phàm. Đối với Ngô Dược Phàm, anh cho hay mình sẽ là một tay đua vì thời điểm này rất thích bộ môn vận động đua xe. Thứ 9, Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt từng nghĩ rất nhiều lần về việc nếu không làm nghệ sĩ, cô sẽ làm nghề gì. Đầu tiên, nữ diễn viên 9X rất muốn mở một sạp bánh rán và trái cây, sau đó lại thích là lái xe mô tô bởi cảm giác lướt gió rất đã, sau đó nữa cô lại muốn mở tiệm bán đồ chơi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và để cập nhật những tin tức mới trên kênh thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.